anh do hùng, anh hùng thuốc anh hùng kỹ quá mà thuốc do gì anh hùng ba em coi đó hai mối bèo phi hết rồi đủ đó. Do tùm lum thứ mà nó thành vậy hả? Thực cái anh mà nếu mà anh làm, nếu mà anh có công anh làm ấy, nếu mà anh, à, nếu mà anh như người ta ở đường kỹ, anh mướn người ta phun thuốc rồi anh phun thuốc trái rồi kịp thì trái anh bữa nay lúc nào cũng được 1,5 kg luôn, bự á, 2 kg. À, nhưng mà anh vô phân sao mà ngó đơn giản quá vậy? Xí xác có cái mẹo gì không vậy? Cái coi tôi, ủa góc đây đâu mất cây rồi? Coi nó ngã đâu được, anh mới ngã coi anh mất mất hồn, anh mới anh muốn mua mấy triệu tiền cho anh nhìn hỏi. À, ngã nó chết luôn. Nó nhìn kiền quá. Trên này cũng có hả? Trên này chưa đi nè. Đậu không? Đậu không? Bén dữ nè. Được cái nó đều văng hết trơn à. Ở trong coi tẻ thì chắc bình thường cũng được hết. Nói chung là do anh nó đều nó không đều, anh nói với mấy nó này nó không đều cái. À, nó phủ lắm. Nó lọt chọt, lọt chọt. Nó lọt chọt là nó bù cũng nổ đâu. Em chưa thấy mấy thời vô anh vô kia đâu, nó nổ xí đâu. À, cứ để thêm mấy bèo trái thôi. Thế coi coi nó đều quá chứ. Nó có lọt chọt. Trời, nó có lọt chọt. Mà anh tưới nước sao anh nghĩa? Ờ, tưới nước rồi sao? Anh tưới nước ấy. Anh tưới nước năm nay nắng thì anh từ khi sổ vậy tới cái tới nay là anh tưới ngày nào anh tưới nước đó. Ngày nào cũng tưới hả? Ý là anh tưới đêm không ạ? À, anh tưới đêm không, trường hợp là bơm rồi nó hư nhưng người ta kêu sổ vậy rồi không được tưới, tưới nó rụng nó hư vậy cả. Anh không có, anh có nghĩ bữa nào, nói chung anh không nghĩ bữa nào có nước nào anh tưới đó. Lai láng luôn hả hay sao? Không, anh tưới vừa ẩm. Chém tưới, tưới trong cốc ra hay là tưới anh tưới hết luôn? Anh tưới phụ tán cho nó khỏi sốc luôn. Để nhưng mà cái lượng nước anh tưới nó nhiều không, như cái cây như nói chung là 3 bét, anh tưới một cây 3 bét thì một bét ăn 100 lít nước, nhưng mà áp nó yếu thì nó 70-80 thì anh tưới tầm giá 15-20 phút. À, đầu tùy theo độ ẩm, có hầu anh tưới lên nửa tiếng, nó nắng quá anh tưới lên nửa tiếng, nhưng mà tưới ban đêm thôi, tưới ban đêm tưới thôi, cứ là cứ anh tụ phấn đó 9 giờ đêm là 10 đêm là anh ăn cơm là 11-12 đêm anh tưới tới sáng. À, anh 3 năm coi anh tưới sáng. À, là anh đi thụ phấn xong rồi anh mới đi tưới. À, nó anh đi tưới vậy là vừa xả nhị vừa tưới mát luôn. À, anh tưới hết, anh nói chung năm nay là anh nghe cái nhiệt độ nó là anh tưới giữ ẩm đâu còn giảm nhiệt thôi. À, chứ còn anh không có nghĩ bữa nào, trường hồ là bơm hư nghĩ một ngày là khó. Nhưng mà cái anh tưới đó rồi lúc giai đoạn đó anh có đi phân rồi gì cho nó không, khúc mà đang xả nhị không sao, đang xả nhị anh đi phân, anh chỉ tưới nước không. À, anh tưới nước rồi anh phun canxi bo rồi cho nó vậy. À, quy lượng cho nó vậy, cái góc anh chưa bỏ gì hết á. Nói chung anh vô cái coi hồi bữa coi nó lực lắm, chứ không phải chặn đòn, nó lực kia lắm. Thành à, anh bỏ 10, 12, 11, 17 đấy, của BM đấy. 12, 11, 17. À, 11, 12, 17 gì đấy. Thế là nó hàm lượng cái bao đó, BM tím đấy, để cho hàm lượng ly nó cao cho đỡ đi đọt được. Anh vô khúc nào, vô lúc trái cỡ nào đó? Anh bữa trái chỉ cỡ 30 ngày anh bỏ. Mà đúng đúng ra anh bỏ số mà anh sợ. Để chặn đọt được thì bỏ vô tư. À, do anh chặn đọt chưa được, anh làm không kịp. Anh phun thuốc anh phun kỹ quá mà thuốc do gì anh phun ba em coi đó hai mối bèo phi hết rồi đủ đó. Do tùm lum thứ mà nó thành vậy hả? Anh làm được cái anh mà nếu mà anh làm, nếu mà anh có công anh làm ấy, nếu mà anh, à, nếu mà anh như người ta ở đường kỹ, anh mướn người ta phun thuốc rồi anh phun thuốc trái rồi kịp thì trái anh bữa nay lúc nào cũng được 1,5 kg luôn, bự á, 2 kg. À, 60 ngày. À, giờ thốc nói chung em 60 ngày cũng có, 65 ngày cũng có, 55 ngày cũng có, nói chung lung tung, còn cái loại 40 ngày thì đủ hết á. Con người nắm đi không nghĩa ơi, thì nó do do cái sao do. À, anh là nói chung không kịp phun, chứ nói chung anh nghĩ là trái anh nó chậm lớn thì lượng đạm nó lượng coi nó hút ít thì tỷ lệ nó nắm nó không ít lắm, nó không nắm nào nhiều đâu. À, thì bạn anh nó phun 6 lần 5 nó chưa phun được. Mình cũng ảo, mấy cái giờ cái nứt đít rồi kìa, thừa nước à. Thấy dưới miền Tây đục cái lỗ anh vậy, nó đục lỗ vô, đục cái lỗ coi, một là bỏ muối, hai là có nước ấy. À, em thấy dưới là họ lấy cái đục, cái họ đục cái cây nè, lọt cái đục cái ấy nè, đục bỏ muối bỏ xong khoáng vô vô nó đỡ nước. Anh giờ vừa chưa, anh chưa tính năm nay. À, anh đi thôi giờ đi tính tiếp, anh không tính cái dàn đàn cá không biết đâu, là tính anh bỏ vừa vô sao đi hết xong rồi thúc ra. À, anh thúc vừa bữa nào anh thúc vừa rồi thu đầu riêng nào thúc luôn. Ôi trời, trời dài mấy người họ rồng hết là buồn chết.
bữa không biết đâu nó rụng nhiều quá à. Anh trái mà trái cửa như trời nè, cửa như ba lạng nè à. Là trên coi 150 em trái anh sợ nó rụng quá, nó nóng quá rụng chịu nào, anh tỉa con một coi rồi trăm trái còn lại cỡ ít dụng năm được trái là nó rụng lần lần này, nó rụng lần nắng, nó rụng lần này, hồi bữa cửa như trời mà tròn quay luôn. Nhưng mà anh để cửa đó coi. Anh để cửa đó anh mới tỉa hả? Ờ à, đúng á, anh không có cửa không dạ hả? Dưới năm nay anh để bông quá, để bông vòng đọt nó suy coi quá à. Nó suy nữa, nó suy, nói chung là làm cái kịp, nói chung là làm đại, làm kịp. Trời, giờ đi cho nó đi vàng đọt nữa, lúc thu xong nó khỏe luôn, dưỡng xương xương lại là. Thì anh bây giờ nói chung là có 10 ngày nữa nó đi đọt lại thì để có 2 ngày gấp rồi thế. Để đi vô 100 ngày là bắt đầu anh làm già đọt lại. À. Để nó lại khô. À. Cái coi này sâu nè. Cái này hả? Hơi muộn không? Thôi coi rồi thì chắc bữa nay cỡ 35 ngày. Nhưng mình nó ra sâu nó gặp mưa ấy, thành trái nó nhanh lớn. Nó coi rồi cũng không ra bông luôn á. Sâu sao nó đây bông sâu quá nữa. Coi 35 ngày. À, nó mới đây sâu rồi mẹ. Nó mới đây sâu có hai coi rồi, hết rồi anh có bị hai coi nó đây sâu rồi. Anh để luôn coi đó như coi rồi. Nhưng mà nó cho nó mưa nó gặp mát nó lớn nhanh nữa. Nhưng mà năm nay như nó nắng hung ở vườn anh nó có bị rụng không? Ôi trời nó rụng rồi. Nó dày quá hả? Nó rụng em chưa thoái trái. Trái anh mà cỡ 3 lạng 2 lạng bị nói chung trứng ngỏng rồi, nói chung trên trái anh nó còn quay hết luôn mà nó rụng sạch. Dạ hả? Nhiều cành nó rụng sạch hết. Giờ là mây rồi. Cái này mới ra sâu nè. Mới có một vài trái lớn nó ra trước, còn nữa ra sâu còn 35 ngày, 40 ngày nữa lại. Đùi nổi không ta? Hả? Đùi nổi không? Em thấy cây chắc cỡ 50-60 trái không? Năm ngày đầu anh để thử đâu mà sợ đâu em. Do anh chặn đọt là cái dần đọt cho nó tròn trái, nó si coi hơn nó vàng lá. Nhưng mà nó phục hồi liền này, có mấy ngày nữa phục hồi hết. Ở đây là vùng anh Nghĩa là ở Chư Bờ Rông, Gia Lai nha. Chư Bờ Rông, Ia Bang. Ia Bang hả? Ia Bang. Phong Cát Tăng, xã Ia Bang. Ia Bang. Phong Cát Tăng, xã Ia Bang, huyện Chư Bờ Rông, tỉnh Gia Lai. Đúng bữa, hồi bữa chẳng lẽ đẹp lắm mà vô đẹp chi. Đẹp đầu đỏ đi rồi nó giật. Trái nào nhỏ nó rụng, trái nào lớn nó giật học hết. Chặn đứt đầu hết. Chặn cho đứng luôn. Ở đó có mình anh chặn như ở đó người ta thẻ đầu. Thả hết rồi. Cỡ này họ cũng cỡ trái vậy hay sao? Hết dạ. Cỡ đắng hết. Nói chung cửa đó dưới người ta chăm sóc lực hơn nó hơn 1 ký, nói chung là cỡ hơn 1 ký, cỡ nói chung là hơn 1 ký nha anh là cỡ 1 ký mỗi anh lớn là được 1.5 ký. Nhưng mà người ta thả đó, thả rồi cái thả và bây giờ thả người ta chặn đòn ở đây, nhắc đây là chặn yếu, bữa nay mưa đâu có mùa đâu em không đỏ hôm nay nó mưa 500 ngày đâu không mùa đâu về có thẻ không thẻ không đâu không mùa đâu về thẻ hết. Nhưng mà cái vườn trái mấy anh đó nó đều vậy không? Hay là nó bị méo không? Bị méo. Nói chung là trái mà anh thì cũng ok. Của năm nay dùng anh ơi, thôn anh ơi cũng được lắm em. Được hết cả cụm này luôn không? Cũng tạm ổn hết, nói chung là cũng tạm ổn hết. Nhưng mà trái của má anh lớn hơn đó anh. Lớn hơn thôi đúng không? Anh chặn đọt ít hơn, trái lớn hơn. Ừ. Cái anh gì hôm bữa giống người Tây Tây á là đạt không? Đấy bữa vợ anh nó quay đấy. Thì nó cũng được, nói chung coi nhiều cũng được 100 trái. Trái nó hồi nay 2.5 ký đó mày. Gì? Cây cả 100 trái hả? Cả cái dàn cành ông nó bự quá hả? Dàn cành nó bự theo anh 1 năm mà dàn cành nó bự lắm, cành nó đẹp lắm. Trời, cái cây anh tại anh trồng ở trong cà chứ không à chắc cả. Ủa trồng trong cà anh mới bé đây chứ trồng ngoài nó được như thế nào nào đâu. Đó luôn cà cổ mà. Được. Thấy sướng quá chứ. Năm nay thời tiết bất ổn mà em giờ là được rồi với giờ đòi hỏi gì cao. Năm rồi là 2.5 tấn, 25 tấn hả? 25 tấn. Có 200 coi rồi chứ 100 coi nhỏ nữa. Có đám đôi đàn là đám đôi 1 tạ 2 một coi nè. Cổ đồng coi là 200 coi 12 lắm. Còn cái đám của mẹ trồng trong kè bên ngoài kia. Được không? Cũng được. Nói chung năm nay là sai hơn năm ngoái. Trái nhiều hơn hả? Trái nhiều hơn năm ngoái. Còn cái đám đôi năm nay thì ngang năm ngoái nha. Cũng hơn nhiều. 50 trái là cổ đồng 40 đi cũng thành 120 hả? Nói chung chắc nói chung là nói như này anh thật cỡ tà thì 300 coi đổ đồng rồi coi đã 2 coi 80 coi 50 rồi quần rồi cho 300 tấn đi mình tính chi nhiêu đi coi cái mua sân kinh đi nhá đi một kia nó xe lắm là ở đâu rồi cứ đuôi lắm mày kệ nó đi qua coi mấy cây bên cà luôn hiếm lắm mua sân kinh ở Tây Nguyên nhiều người nó rớt hết trơn mà nó méo sao nó méo nó nhỏ quá đét nó méo